sâu lèn đấu la đại lục. Rất nhiều ông nghe kiểu game này đặng VIP miễn phí, treo các cô hồn hàng loại nam không cần nạp tiền mà vẫn thành pro. Wow, nghe cái vẻ kinh phết nhỉ. Tôi sẽ xem trải nghiệm nó như thế nào. Ok. Ok, ta đã giao diện con nhập của đấu la đại lục rồi. Đây, ta sẽ là Google. Để không có đi. Đấy, à không không. Nếu tôi chọn khách đúng không ạ? Vì khách hàng là thượng đế đúng không? Vâng. Tôi nghĩ khách hàng là thượng đế nên chính vậy tôi sẽ trải nghiệm game này. Rồi, tôi sẽ vào kiểu này. Vào thử nhá. Anh đủ nhập tên à? Nhớ nhà nhập tên, xin nhập tên tôi là... Ok, nghĩ sẽ hợp lý đấy. Rồi, ok, trận chiến đầu tiên. Có thể nhập học rồi. Ui, hồn hoàng hai vàng, hai chín ba đen. Ui, võ hồn đại lực kim cương. Ui, mẹ nghe kinh nhỉ. Rồi, tôi đang ở đằng này, tôi rất là gà. Với cái búa vàng. Ui dồi, ui dồi. Ui, chờ anh tiếp à. Wow, bùm. Ui, mềm quá thế. Ok, giữa một đám người gọi là vô cùng và đồ đạc rất là nhiều này. Nhưng mà còn nhìn tôi đi. Nếu nhìn tôi đi, tôi nghèo. Tôi nghèo vãi cả đạn ra đấy. Thật hà luôn. Tôi đang thường hoàn thì tôi thì chát được không nhỉ. Ok, tôi xem tôi chát được không nhỉ. Ồ, tôi để xóa này này. Rồi sao tôi để thay nữa. À đây đây đây. Ok, tôi xóa được cái này. Nhưng tôi chát này đúng không nhỉ. Ok. Ồ, đây là. Tôi thường hoàn nhỏ game này có hay phải là tiền không. Nhưng mà được kết ra là rồi vẫn được cái này không. Chịu à, không chắc được đâu mà. Sau một hồi chơi đấu la đại lục cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra được rằng game này thực sự gọi là chán vãi cả. Nhưng mà thực sự là game này tôi nghĩ bạn nên nạp tiền hơn là thay vì cay chay. Tại vì sao? Bạn cày đến khi bạn xanh quả rồi thì thật sự là bạn vẫn không thể nào bằng bọn kia nó búng một phát là đồ ngon đầy người được. Làm miệng gì có việc mà không cần cày mà vẫn đầy đồ ngon được chứ. Vâng, không được, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không ai dám đi lại câu chân lý của thầy Huấn cả. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn thì đâu đó dễ. Còn tóm lại là tôi khuyên bạn là không nên chơi game này. Nó không khác gì một người anh em cùng cha khác mẹ của nó là mờ vu đạt như sứ hất nằm. Thay vì thế bạn có thể chơi game này cũng được này. Có súng đây nè. Ở trên mạng sao bấm được cái này. Trên đồi, bấm cho đồ nô. Bấm. Ủa.